Thức ăn nhanh cho tâm hồn, số 212. Tác giả: Linh mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng Chúa Cứu Thế. Dòng đọc: Giuse Minh Quân. Chủ đề: Hướng thượng. Lời Chúa: Đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Luca chương 24 câu 51. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và những người tin theo Người để củng cố niềm tin cho họ, rồi Người lên trời. Đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Luca chương 24 câu 51. Khi suy niệm về mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời trong Kinh Mân Côi, mầu nhiệm thứ hai, mùa mừng, mời gọi. Thứ hai thì gẫm: Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Ái mộ những sự trên trời là ái mộ những gì? Ái mộ những sự trên trời, ngoài những đức tính thuộc các nhân đức đối thần, tin, cậy, mến, thiết tưởng tập luyện các nhân đức nhân bản tự nhiên cũng rất cần thiết. Ái mộ những sự trên trời là ái mộ những đức tính, những gì cao thượng, những gì nâng con người lên và loại bỏ những gì kéo ghì con người xuống. Ái mộ những sự trên trời không gì khác hơn là ngay từ cuộc sống hiện tại, ta tập những đức tính như sự bao dung, độ lượng, biết cảm thông, và đặc biệt chấp nhận những điều trái ý xảy ra trong cuộc đời, hầu nuôi dưỡng lòng mình biết hướng thượng. Đó là chúng ta đang khởi sự lòng ái mộ những sự trên trời. Truyền đọc được nội dung đại khái như sau. Lần nọ trong một trận bóng chày ở trường trung học, trọng tài hôm đó đã xử bất công cho đội chúng tôi. Các thành viên trong đội chúng tôi rất bực tức. Chúng tôi gầm lên, giận dữ để chống đối vì trọng tài, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông. Chúng tôi thóa mà lấy tên vị trọng tài ra rủa xả để trút cơn giận của mình. Nhưng một người trong đội của chúng tôi không làm theo. Thay vì la hét rủa xả vị trọng tài, bạn ấy cố gắng ngăn cản chúng tôi đừng la hét nhục mạ vị trọng tài. Người đồng đội ấy nói: "Bình tĩnh, thôi bỏ qua đi." Và anh ta cứ lặp đi lặp lại với chúng tôi: "Bỏ qua đi, chúng ta lớn hơn thế. Chúng ta là những người biết vươn lên, biết vượt qua nghịch cảnh, biết hướng thượng mà." Lớn hơn gì cơ chứ? Chúng tôi điên tiết quát tháo ầm ĩ vào mặt đồng đội này. Tuy nhiên, sau trận bóng hôm đó, lời nói của anh đồng đội ấy đã chất vấn tôi. Người đồng đội ấy đã không nói đến sự non nớt và thậm chí có thể là thiên vị của trọng tài, nhưng đề cập đến sự non nớt của chúng tôi. Chúng tôi không lớn hơn thế, ít nhất là trong lúc đang giận dữ, thóa mạ vì trọng tài. Trong dòng chảy cuộc đời, lời mời gọi để lớn hơn và sống cao thượng, hướng về các giá trị trời cao, vẫn luôn là thách đố. Chúng ta không thể lớn hơn nếu chúng ta không nuốt nổi những bất công xảy đến mà nguyên nhân không phải lỗi tại chúng ta. Lỗi tại sự bất toàn của thọ tạo, lỗi tại sự lồi lõm của lòng người, lỗi tại cơ cấu của các cơ chế. Đối diện trước những bất công trong đời sống thường ngày, nếu ta không nuốt nổi những cục tức vào trong, nén những cơn giận dữ, nuôi dưỡng nhân đức, ái mộ những sự trên trời,
thì ta mãi mãi bị nô lệ bởi những hoàn cảnh không vừa ý từ cuộc sống chi phối. Ai đó đã viết: "Tôi không bị thay đổi bởi những điều xảy đến với tôi, nhưng tôi trở nên người mà tôi chọn để trở thành." Với tư cách là những Kitô hữu dõi theo bóng dáng Thầy Giêsu, ta được mời gọi chọn để trở nên lớn hơn, cao thượng hơn, sống cho những thực tại trời cao. Cùng suy nghĩ và hành động. Tôi có bị môi trường xấu hay những tiêu cực làm cho đời tôi trở nên tồi tệ hơn không? Hay ngang qua những gian nan khốn khó giúp tôi vượt qua nghịch cảnh và trở nên những người như tôi ước mong không? Tôi có cầu nguyện trước những khó khăn, nghịch cảnh để sống như là con của Thiên Chúa không?